Biên, Nghe Lữ trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, hàng triệu người Việt đã bỏ nước ra đi. Và thưa quý vị, đến hôm nay sau 45 năm, người Việt vẫn tìm cách bỏ nước ra đi bằng mọi phương tiện, bằng mọi hình thức. Và ngay cả con cháu cán bộ Cộng sản Việt Nam, họ cũng tìm đến những xứ sở tự do Tây phương. Nói về cái hiểm họa cộng sản, đất nước Việt Nam đã bị quỷ ám, có nhiều bài viết để nói về cái hoàn cảnh người Việt vượt biên vượt biển, đã có nhiều bài viết viết về cảnh đời người Việt Nam Việt Nam sau cái ngày mà cộng sản đã cưỡng chiếm miền Nam. Trong nhiều cái đoạn văn đó, Nghĩa Lữ thường rất là thích thú mà đọc những bài viết, những đoạn văn của nhà văn Tiêu Tử. Tại sao? Bởi vì như Hồ Biểu Chánh đã không còn, như Sơn Nam đã không còn, thì hôm nay Tiêu Tử làm cây bút mà viết với một cái lối viết văn chương không cần trau chuốt nhưng mang đầy đủ cái đặc tính của người miền Nam, bằng những câu đối thoại rất là miền Nam, bằng những nhân vật mang cái tính chất của người miền Nam. Nhưng trên hết là trong tất cả những đoạn văn của ông đều nói lên cái tâm trạng của người miền Nam không chấp nhận cái thể chế cộng sản. Tình cờ Nghĩa Lữ gặp một bài viết ký giả Tự Thức viết về nhà văn Tiểu Tử. Trong cái bài viết của nhà văn của ký giả Tự Thức giới thiệu vài nét về nhà văn Tiểu Tử, bài viết ngắn gọn xúc tích mà dễ thương đã gây nhiều xúc cảm cho người đọc, và đặc biệt thưa quý vị, nhất là những nạn nhân của cộng sản. Tự Thức tên thật là Trần Công Sung, ông là cựu phóng viên khóa 1 của Việt Nam Thông Tấn Xã. Cái bài viết của ông có tựa đề Nhà văn Tiểu Tử, những giọt nước mắt, những tiếng thở dài, nội dung như sau. André Gide nói: C'est avec de beaux sentiments qu'on fait de mauvaise littérature. Tức là với tình cảm tốt thì người ta lại làm văn chương dở. Tiểu Tử lại là một nhà văn chứng minh ngược lại, thưa quý vị. Có thể viết hay với những tình cảm tốt. Trong tác phẩm của ông hầu như chỉ có những tình cảm tốt, chỉ có tình cười. Một nhân vật nói về một nhân vật khác ở trong truyện ngắn Made in Việt Nam: người chi mà tình nghĩa quá hen. Độc giả nghĩ tới cái câu đó mỗi lần lại gần những nhân vật của Tiêu Tử. Người chi mà tình nghĩa quá hen. Độc giả dù chai đá tới đâu, đọc Tiểu Tử cũng không cầm được nước mắt. Người ta khóc. Người ta khóc, nhưng sau đó thấy ấm lòng. Vì thấy trong một xã hội đảo lộn, vẫn còn đầy tình người, vẫn còn đầy thương yêu, vẫn còn nghĩa đồng bào, và vẫn còn những người tử tế. Và thấy đời còn đáng sống. Một nhà văn Pháp nói văn chương trước hết là xúc động. Trong truyện ngắn của Tiểu Tử, cái sự xúc động hầu như là thường trực, thưa quý vị. Nói về tác phẩm Miệt Vườn thì Tiểu Tử là một nhà văn miền Nam điển hình. Cái con đường nối dài của những Hồ Biểu Chánh, của Bình Nguyên Lộc, của Sơn Nam, văn của ông là lối kể chuyện của người miền Nam bình dị nhưng duyên dáng. Duyên dáng bởi vì bình dị và tự nhiên. Tiểu Tử không làm văn ở trong mặt kép. Ông kể chuyện không có những cái câu chữ thật kêu, không có những câu thật chải chuốt với cách viết, với ngôn ngữ mà chỉ có những tác giả miền Nam mới viết được. Không hề cường điệu, không hề có làm dáng,
người đọc đôi khi có cảm tưởng là tác giả không có mấy ưu tư về kỹ thuật viết lách, mà ông lại viết với tấm lòng. Ngay cả tên những nhân vật cũng đặt miền Nam, không có Lan, Cúc, Hồ Điệp, Giáng Hương như ở trong tiểu thuyết miền Bắc, cũng không có Nga Mi, Diễm Mi, Công Tằng, Tôn Nữ, Du Quế, chỉ có những con quê, con nhàn, con lúa, thằng Rớt, thầy Năm Chén, thằng Lượm, bà Năm Chiên, bà Năm Cháo Lọc và các địa danh thì cũng đặt Nam Kỳ. Không có Cổ Ngư, Vĩ Dạ, Thăng Long, mà chỉ có những Nhân Hòa, Cồn Cỏ, Bò Keo, Bình Quế. Những cái tên, những địa chỉ rất là miệt vườn. Chỉ đọc thì cũng đã thấy dễ thương, lạ tai, ngộ ngộ, âm thanh như một câu vọng cổ. Thưa quý vị, Tiểu Tử, 88 tuổi, kỹ sư dầu khí, tác giả có nhiều tập truyện ngắn như là Những Mảnh Vụn, Bài Ca Vọng Cổ, Câu Chuyện Giao Thời, vân vân. Ông học ở Marseille và hiện sống ở ngoài ô Paris, nhưng mà văn của ông là không lai tay một chút nào, rất Việt Nam, đúng ra là rất Nam Việt, với cái lối viết như người ta kể chuyện ở bên Ly, La Gia, ở bên Tô Hủ Tiếu, với những chữ ngang, chữ hén, chữ nghe. Cần gì cứ nói nghe cô hai, đừng ngại, mình với nhau mà. Dưới ngòi bút của một tác giả người Bắc, người Trung, gọi người đàn bà là con quê, con nhàn thì có vẻ hỗn, còn ở Tiểu Tử thì nó chỉ có cái sự thân ái. Hồ Biểu Chánh, Sơn Nam, Tiểu Tử đã chứng tỏ ngôn ngữ địa phương, cái cách diễn tả địa phương đã làm giàu cho văn hóa dân tộc. Cố gắng bắt chước diễn tả Hà Nội là một lầm lỗi, nó chỉ làm cái vốn văn hóa của ta nghèo đi. Thế nhưng mở ngoặc ở đây, sự thật thì Hà Nội ngày nay làm gì còn là nơi văn vật, cái gì nó cũng đéo. Còn báo Nhân Dân không? Đéo còn. Chỉ có người Hà Nội mới nói như thế. Còn những giọt nước mắt, văn chương là hư cấu, nhưng đọc Tiểu Tử, người ta thấy cái chân thực, có cảm tưởng là không có chi tiết nào là kết quả của tưởng tượng. Tất cả đều là những chuyện tác giả đã sống hay đã nghe kể lại. Giả lại ở miền Nam, Việt Nam, thực tế nó vượt xa tưởng tượng. Cái đau đớn, cái thảm kịch mỗi một người Việt Nam đã đang sống. Không có người chức gian nào vào óc tưởng tượng tới đâu là có thể bịa ra. Trong Thầy Nằm Chén, cái ông thầy thuốc suốt đời làm việc nghĩa, bị cách mạng hành hạ, chuẩn bị cho con vượt biên. Khi giả từ con, ông đưa cho con, thằng Kiệt, cái gói màu đỏ đã phai màu, cột làm nhiều gút, và nói, cho con cái ni, bởi vì ông là người gốc Quế, con giữ trong người để hộ thân. Kiệt đến Canada an toàn, một ngày dỡ cái gói của cha cho ngày vượt biên. Trong đó có ba cái răng vàng. Thầy Nằm Chén nghèo đói quá, đã cải ba cái răng vàng cho con để làm hộ thân, đi tìm đường sống ở xứ người. Độc giả hiểu tại sao từ ngày con đi, ông Nằm Chén chỉ ăn cháo, chiếc khăn mù xoa, có thể coi là điển hình cho truyện ngắn của Tiểu Tử. Trong đó có sự xúc động cao độ, đẫm nước mắt, với những nhân vật nhân hậu, giàu tình nghĩa, những chi tiết éo le như một cuốn phim tình lãng mạn, nhưng đơn giản, chân thực. Một người Việt tị nạn ở Pháp về thăm nhà, gặp những người bạn học cũ, trong đó có nhân vật chính là con quê. Sự thật là một người đàn bà đã đứng tuổi, ông ta đã kể lại. Con quê tiễn tao ra cổng, đứng ngập ngừng một lát rồi bỗng nói một mạch, là lạ, như là tụi mình đã trả bài thuộc lòng thuở nhỏ. Anh qua bên Tây gặp anh Cương, nói là em gửi lời thăm ảnh. Nó nói rồi bỏ chạy vội vào trong. Tao thấy nó đưa tay quẹt nước mắt mấy lần. Tao đứng chết chân, nhớ lại lời con nhàn, em con quê, nó nói với tao. Anh biết không,
Chị Huê thương anh Cương từ hồi còn nhỏ lận. Người con gái ở quê mình, nó thật thà, trung hậu, đến mức độ mà trót thương ai thì thương cho đến chết. Họ coi đó là tự nhiên, như phải có nước lớn, nước rộng. Tiểu Tử viết chuyện tình âm thầm của người đàn bà từ ngày còn đi học, tới ngày nay đã bạc đồ với người bạn trai ngày xưa tên là Cương. Nhưng sóng gió 75 đã khiến người đàn ông bỏ nước đi lánh nạn. Người con gái của ông Cương đang sống ở Bruxelles đọc truyện cho tác giả hay bố mẹ đều đã qua đời. Trước khi chết thì Cương dặn con gái, con ráng tìm cách về Nhân Hòa, Cầu Cỏ, trao cái này cho cô Hai Quê. Nói, bác không quên ai hết. Cái này đó là một bao thơ. Ở trong đó có chiếc khăn mù xoa mà cô Quê đã tặng Cương thời trẻ. Người con gái thấy thương bố, thương cô Hai Quê không cùng. Con gái đi Việt Nam, một xứ xa lạ, tìm về Nhân Hòa, Cầu Cỏ, tìm người bà tên là Quê để trao lại kỷ vật của người đã qua đời. Cô Hai Quê xỉu đi khi nghe tin người bạn xưa đã chết. Hai người đàn bà, một già, một trẻ, ôm nhau khóc. Nếu bạn là người tưởng mình có tâm hồn sỏi đá vì đã sống, đã chứng kiến đủ mọi thảm kịch của đời sống, nhất là đời sống của một người Việt Nam, bạn sẽ ngạc nhiên thấy mình đang lau nước mắt. Không điên thì cũng khùng. Thế giới truyện ngắn của Tiểu Tử xoay quanh hai đề tài chính: những kỷ niệm về một miền Nam hiền hòa, chất phác, nhân hậu ngày xưa, với những trò vui đùa nghịch ngợm của đám bạn trẻ, những mối tình mộc mạc của những dân quê, và sau đó những đảo lộn sau 75 khi tai họa trên trời giáng xuống. Tất cả đều bị xáo trộn, bị nghịch lý đến nỗi tao sống ở trong đó mà lắm khi phải tự hỏi làm sao có thể như vậy được. Một xã hội vô tư, kể cả vùng quê, đã trở thành địa ngục, chỉ còn hận thù, phản trắc, gian xảo, cướp đoạt, dối trá. Những nhân vật của Tiểu Tử không còn cười đùa, vui chơi, dễ dãi nữa. Đó là những nhân vật đầy ưu phiền, như ông Tư, như bà Hai, như thầy Năm Chén, như anh Bảy, như bà Năm Cháo Lọc. Một xã hội đổ nát, rách bươm. Những người cách bạn xông vào nhà, ngang nhiên hùng hổ, như một bọn cướp. Họ bươi từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, từ sau ra trước, giống như là gà bươi đống rác, gặp gì kiểm tra nấy, vậy rồi hốt hết. Sau 75, người ta truyền nhau một câu ca dao mới: thằng khôn thì đã vượt biên, những thằng ở lại không điên cũng khùng. Các nhân vật của Tiểu Tử vốn là những người miền Nam hiền lành, dễ tin, yêu đời. Nhiều người đã hết lòng với kháng chiến, sau cách mạng đều bị đàn áp, gia sản bị cướp đoạt trắng trợn trong chiến dịch đánh tư sản Mại Bản, đã trở nên không điên thì cũng khùng. Ông Tư ở trong tác phẩm Im Lặng là người có gia sản ở Sài Gòn, đã bí mật đóng góp tài chánh cho giải phóng. Khi Cộng sản chiếm miền Nam, không những không được trả ơn mà bị hành hạ, gia sản thì bị cướp sạch. Bỗng nhiên ông Tư nhận thức rằng tất cả những gì thuộc về ông bây giờ chỉ còn lại cái người vợ của ông đang chờ đợi ông ở nhà. Nhưng bà vợ tiếc của, uất hận vì cách bạn lừa gạt, suốt ngày cứ đai nghiến trách móc chồng. Rốt cuộc hai vợ chồng tìm được cách chạy sang Pháp. Đứa con trai của ông đã được bố mẹ gửi đi du học, đã thành đạt, có nhà cửa sang trọng. Ông còn hỏi bố là ở chơi bao nhiêu ngày, thì ông Tư nói ở lại luôn.
Ông con nói giọng đặc Việt Kiều yêu nước. Ủa, sao lại ở luôn? Bây giờ nhà nước độc lập rồi, không còn thằng nào ngồi trên cổ mình hết. Vậy mà ba má bỏ qua đi luôn, thiệt là vô lý. Ông Tư từ đó trở thành một người câm, không nói gì với ai nữa. Cho đến một hôm, lầm lũi, lội chết dưới biển. Còn nhân vật bà hai ở trong cái thằng đi mất biệt, thì con cái chết, gia đình tan nát, suốt ngày ngồi chờ đứa con trai còn lại bị đưa đi cải tạo. Khi trời nắng ráo, bà muốn đi tuốt ra ngoài rạch, ngoài dạp, lên ngồi ở trên môi đất, có thể nhìn thẳng qua bên kia sông. Như vậy, khi nào thằng nhỏ nó về, mình thấy nó từ đằng xa, nó có đi đò trong đám đông, mình cũng nhận ra được nó liền hà. Còn thầy Năm Chém, ở trong chuyện Cùng Tên, thì mà phòng mạch bị cấm, con trai phải bỏ đi kiếm ăn. Chia tay nhau, mà hai con không dám ôm nhau, sợ người ta để ý. Thầy không đưa con ra cổng nghĩa trang, cũng sợ người ta để ý. Thầy không dám để rơi một giọt nước mắt, sợ người ta để ý. Thầy chỉ thở dài. Cái thời buổi bây giờ chỉ có thở dài là không ai để ý. Bởi vì ai cũng thở dài hết. Còn ông già bơi rác ở trong chuyện Cùng Tên là một ông già có công với cách mạng, bị cách mạng cướp hết, không còn manh giáp, đã trở thành khùng, suốt ngày lang thang ở ngoài đường bới rác. Tao bới rác để kiếm mấy thằng Việt Cộng tao đã nuôi ở trong nhà, trong bệnh những mảnh dụng. Người yêu đi chui bán kiến thức, nghĩa là đi vượt biển do cán bộ tổ chức, biệt tâm, chết mất xác vì tàu quá cũ bị chìm. Anh Bảy suốt ngày như một người mất hồn, đi qua lại tất cả những nơi mà ngày xưa hai người vẫn hẹn hò. Bảy không biết mình đang đi lượm những mảnh vụn của cuộc tình. Nếu không có cái ngày cách mạng thành công, đã thật sự thành công trong việc đập nát tất cả những gì của miền Nam, kể cả những gì nhỏ bé nhất, tầm thường nhất, như tình yêu của chàng trai và cô gái đó. Còn bà Năm Cháu Lộc, bà vẫn bán cháu lộc, lâu lâu vẫn chửi cái thằng con, bà giống như là bà chửi cả nước. Đọc tiểu tử, người ta không thể không xúc động. Những văn tiểu tử nó cũng đầy nét khôi hài, những nhận xét ngộ nghĩnh. Phòng mạch có thể Năm Chén, bệnh nhân cũng vắng, làm như là người ta sợ quá rồi cho nên quên bệnh. Trái lại, bên phía chùa thì lại đông người lui tới, và ngày nào thì cũng có người, làm như là người ta chỉ còn biết dựa vào Phật. Qua vài đợt chấm phá, ông ghi lại những cảnh trái tai gai mắt, những cảnh lố bịch của những người thăng trầm, những cảnh không biết nên cười hay nên khóc diễn ra trước mắt mỗi ngày. Chỉ cần ghi lại, không thêm thắt bình luận. Antegis đã nói, plus un humoriste est intelligent, moins il besoin de déformer la réalité pour le rendre significative. Có nghĩa là một nhà khôi hài càng thông minh thì càng không cần bóp méo sự thật để làm cho nó có ý nghĩa. Tiểu tử đã không cần bóp méo sự thật, chỉ việc cúi xuống lượm ghi lại những cái lố lăng đảo lộn luân thường diễn ra mỗi ngày trước mắt. Muốn hiểu lịch sử hay xã hội trong một giai đoạn lịch sử, chắc có lẽ không gì hơn là đọc các nhà văn, hơn là những sử gia, những nhà biên khảo. Nhà văn trong vài chữ, vài nét cho thấy mặt thực của xã hội. Văn chương đi vào trái tim, trong khi biên khảo thì chỉ đi vào trí óc, không có xúc động, rất khó có cảm thông, không có cảm thông, không sống với người trong cuộc thì làm sao hiểu được. Một cuộc danh ngôn, một người chết là một bi kịch, còn một triệu người chết thì lại chỉ là một con số thống kê. Tiểu tử không làm thống kê, ông ghi lại bi kịch của một nhân vật,
của tôi, của anh, của mỗi người. Mỗi câu chuyện của ông là một bi hài kịch, farce tragique của một thời đảo điên. Truyện ngắn tiểu tử dưới loại hành văn bình dị linh động là một cuốn từ điển sống của ngôn ngữ miền Nam thời chưa loạn. Đó là kho tàng quý, trong khi ở hải ngoại, người Việt lại càng ngày càng lai Tây, lai Mỹ, trong nước thì càng ngày càng lai Tàu. Với những chữ, những lối nói ngớ ngẩn, đôi khi là kỳ quái, khiến cho tiếng Việt không còn là tiếng Việt. Báo hiệu một ngày, báo hiệu một ngày, người Việt không còn là người Việt. Truyện ngắn tiểu tử là những giọt nước mắt, những tiếng thở dài, nụ cười trong những ngày bình an và ngay cả trong cơn đớn đau cùng cực. Ông là một nhân chứng quý báu của một giai đoạn bi thảm, một cuộc đổi đời ghê rợn nhất trong lịch sử Việt. Thưa quý vị, cảm ơn nhà báo Tự Thực đã có một bài viết tổng kết về những đoạn văn trăn trở của nhà văn Tiểu Tử.